Tôi tên là Nguyễn Văn Thái, quê ở Hải Dương. Thế và vào trong này từ năm 1991. Xong bắt đầu này quay ra và tôi đi bộ đội tôi lái tàu mà đóng ở Tân Cảng á. Mời chị giới thiệu. Dạ, em tên là Hồng Thị Khánh Ngân. Em 39 tuổi. 39 tuổi, wow, trẻ quá. Sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc xét nghiệm bệnh viện Bình Dân. 39 tuổi giờ anh bao nhiêu tuổi? Trên năm 60. Trên năm 60 là bây giờ là 50, 59 tuổi. Vâng. Bên nay 59, bên nay 39. Năm anh 20 em mới sinh ra đời. Ông sao ồn, bạn có ngại gì vấn đề tuổi tác chênh lệch như vậy không? Cũng một chút. Một chút ha. Dạ. Nhưng mà cái đó là mới nghe thôi. Và từ từ mình tìm hiểu nữa ha. Mình đừng vì một hai cái đầu tiên vô, biết đâu phù hợp với mình thì sao. Thưa quý vị, bạn gái hơi choáng ngợp, Tường cũng hơi choáng một chút xíu, nhưng mà không sao, chúng ta mới có bắt đầu câu chuyện thôi ạ. Vài ba câu chưa có giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ cho Tường khai thác kỹ hơn một chút xíu nè. Anh là 59 tuổi ha, là hiện tại mình đang sống ở Tân Phú, nhưng anh làm công việc gì hiện bây giờ? Hiện nay là đang làm ở bên Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam. Chưa tới tuổi hưu đúng không anh? Vâng, vâng. Thêm một năm nữa. Vâng. Và anh đang làm cho nhà nước đúng không? Vâng. Công việc ổn định á, ngon lành á. Điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh thì nói chung là hòa đồng, coi như là nếu mà lấy vợ thì có trách nhiệm với vợ con. Thế mình có cái điểm yếu gì không anh? Điểm yếu thì nói chung là hơi nhút nhát. Nhút nhát. Theo như Tường biết á, bạn có yêu cầu là mà muốn quen với người lớn tuổi mà đúng không? Dạ. Em tự giới thiệu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, em rất là lạc quan. Dạ, em cũng dễ thích nghi với lại nhiều điều kiện, ví dụ như là người này, người già thì tiếp xúc như thế nào, hoặc là trẻ con, là người trung niên gì đó. Tóm lại là tùy theo cái tình mọi người thì em có thể thích nghi được. Em đối xử hoặc là nói chuyện này kia là tùy theo cái đối tượng em có thể nói chuyện được. Nhưng mà em 39 tuổi nhưng em đã có gia đình lần nào chưa? Dạ chưa. Có quen nhưng mà chỉ có khoảng cao nhất em nghĩ khoảng 3 tháng. Cảm thấy không hợp, hoặc là cái người em thích thì cái người đó cũng có thể không thích em, hoặc là cái người đó thích em thì em có thể cũng không. Có nghĩa là 39 tuổi nhưng mà em chưa có một mối tình nào gọi là sâu đậm hết. Dạ đúng rồi. Như gia đình có hối không? Ba mẹ có nói gì không? Không. Ba mẹ em là tùy theo. Có buồn không? Hỏi thiệt em có buồn không? Buồn thì có thể em ở chung với gia đình nên em không buồn. Mà giờ mình có muốn lấy chồng chưa? Dạ cũng muốn rồi. Muốn rồi ha. Dạ. Muốn sanh con không? Dạ muốn chứ, cái đó được chắc chắn. 39 rồi, tuổi rồi. Cái chuyện chị nghĩ vậy nè, nhiều khi mình muốn giống như em nói đó, cái người em thích người ta là không thích mình, cái người thích mình là không thích. Đó là cái nhân duyên. Biết đâu ngày hôm nay mình cho mình một cơ hội. Nhiều khi anh này anh có lớn tuổi một chút xíu, nhưng mà thì đó có cái bài hát Năm Anh 20 đấy không? Có nghĩa là vẫn có những cái mối tình mà còn lớn, chênh lệch nhiều hơn nữa. Mà cái này là nam lớn hơn nữ là câu chuyện nó cũng thuận theo tự nhiên. Có nhiều mối tình là nữ còn lớn hơn nam mấy chục tuổi người ta vẫn được. Cho nên cái tuổi tác không quan trọng. Nếu anh 60 tuổi anh vẫn còn khỏe thì được, đúng không? Nếu mà anh yếu thì thôi cái chị không nói, nhưng mà nếu anh khỏe là được, đúng không? Còn anh? Năm 87 thì lấy vợ, thì ly hôn để được một cháu trai. Thế đến năm 89 thì tôi lại đi Đức. Đi là lúc đó mình đi học hay là không? Đi xuất khẩu, đi lúc đó là đi lao động. Khẩu lao động. Vâng vâng. Sang đấy thì ở bên đấy được 2 năm. Thế xong về đấy thì vợ chồng ly hôn. Ly hôn thì lúc ấy là chia tài sản, lúc ấy về thì cũng có vốn, thì có nhà có cửa chia, thì coi như là thì cháu ở với mẹ nó. Hiện nay tôi vẫn xây nhà quận Tân Phú, ở quận Tân Phú. Anh ở một mình? Hiện nay thì ở một mình. Bây giờ con anh là nó bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 30 tuổi rồi. 30 tuổi? Vâng. Thế anh mong muốn tìm một người phụ nữ trong tương lai của mình là người như thế nào? Hình thức thì nói chung là cũng được. Thứ hai là cái về đạo đức đấy thì cô bạn đấy coi như là phải thương bố mẹ cô bạn thì cô bạn mới thương bố mẹ thì được. Thế thôi, tôi chỉ là tôi cái mong muốn là như vậy thôi. Đơn giản, anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ mà biết yêu thương bố mẹ của mình. Thế còn em muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Em dị ứng cho nên là em không muốn người chồng đó hút thuốc. Anh có hút thuốc không anh? Không, từ thời bé anh không hút thuốc. Không. Với lại không có say xỉn, nhậu thì cũng được mà đừng có say xỉn. Em thấy say xỉn giờ gây tai nạn cũng nhiều nên em không có, em không thích. Nhà anh của em mà say xỉn em ghét, giống như gọi từ dùng từ là rất là ghét. Nhậu nhẹt, thuốc lá là ghét. Có nhậu nhẹt gì nhiều không anh? Không, tôi thì không có nhậu. không có nhậu nhẹt gì cả. Biết chia sẻ với công việc với gia đình, tại vì giống như gia đình của em, nhà của em thì mọi người giống như nhau, anh chị đều như nhau. Với anh của em vẫn có thể làm việc nhà, nấu cơm. Những lúc chị dâu đi làm về trễ thì cũng phải, chứ không phải là... Chị nghĩ những cái này em đừng lo đi. Anh này là ổng đã từng gọi là chinh chiến, đi đây đi đó, rồi đi một mình, đi bộ đội nữa, là có rèn luyện những cái đó hết. Bếp núc nội trợ nấu nướng anh có hỗ trợ thế này này không? Hồi tôi lái tàu ấy, đúng là trước kia ấy, thì đúng là cũng chưa biết đi chợ thế nào. Thế khi mà đi xuống tàu ấy thì lúc ấy là đi cái đầu kéo ấy, chạy Sài Gòn Campuchia, thì lúc ấy có 12 người trên tàu thì phải đi chợ, tháng này anh này đi chợ, tháng kia đi chợ. Mà mới đầu xuống tàu ấy, thì nói chung ăn uống khá lắm, mà không biết nấu như nào thì mình học. Bây giờ tôi thì tự đi chợ các nhưng mà cái vấn đề anh biết làm là một chuyện, không nhưng biết mà chứ. Anh có chịu phụ vợ anh không, đó là mới làm không vấn đề. Tôi nói thế này này, bởi vì là tôi trước tôi mới sống với bà vợ tôi là tôi đó, ví dụ như là bà xã bà ấy dậy mầm non, bà ấy là bị phó mầm non, có khi đến 9 có khi đến 8-9 giờ bà ấy mới về. Có khi tôi thì có gì phải nấu cơm phục vụ bà xã. Cho Tường xem cái hình của bạn coi. Dạ, cho em xem ạ. Rồi anh nhiều hình quá, để em lựa bên đây trước đây. Anh hãy lựa ra coi anh mong muốn cổ là người như thế nào đó. Trong 4 cô gái đó là có cổ đó nha. Trời ơi, hình này đông quá, làm sao nhận ra. Ôi em nhìn em còn không nhận ra anh luôn á. Anh đâu? Đây hả? Đúng rồi. Wow. Rồi, cho bạn chọn nhiêu đây thôi. Hãy tìm ra anh ấy. Ồ, cái tấm này đưa mấy chục người, vậy làm sao mà anh ta tìm ra được? Cái này hình chụp hồi nào chị? Hình này chụp bao lâu rồi anh? Hình đấy chụp được 2 năm nay. 2 năm? 2 năm. Kiếm đi, trẻ quá. Trời ơi, anh nào đâu gần 60 tuổi, chồng trẻ quá. Ủa mà. Sao em thấy hình 2007 mà? 2007 thì bây giờ 2 năm hay 12 năm? 12 năm về sau. Trời ơi, em bóc phốt ta chi vậy? 2 năm mà. Không, xin lỗi 12 năm. 12 năm à. Tôi nói, ủa trời, sao anh nào gần 60 tuổi đâu có trong hình đâu, toàn thanh niên trai trẻ không à. Không, ảnh cũng trẻ lắm, em cứ ráng kiếm đi. Đâu, cổ đâu anh? Đây. Là chọn theo cái gì? Cô này. Ủa sao tự nhiên đổi ba cô này? Chọn theo cái gì? Cảm tính. Cảm tính. Rồi anh cầm đi, chút xíu nữa em mở cái cửa trái tim ra, anh coi coi sự lựa chọn của mình đúng không nha. Chọn kỹ nha. Chọn cô nào gả cô đó đó. Có kỹ đi. Chắc chưa? Chắc. Cô nào? Đây. Đó, rồi, gả luôn. Được chưa em? Dạ, em nhìn thấy hai người này trong hình, hai người này giống nhau. Này giống... Bây giờ em chọn anh nào? Chọn đi. Thì anh nói anh không có nhậu nhẹt, em nghĩ không có. Anh nói anh không nhậu nhẹt là anh không có bụng. Chọn anh này. Chắc là anh này. Người ta nói giác quan của người phụ nữ luôn luôn đúng nha, nhưng mà không biết như thế nào. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim nha. Tên 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 tên. Sao ạ? Đúng hay trật cưng? Trật ạ. Trật rồi. Chọn anh này. Anh kia mới đúng mà. Đó, anh là trúng rồi, hồi nãy mém trật. Tại vì anh này anh nói anh không có nhậu, cho nên là em nghĩ thì không có nhậu, chắc không có bụng. Không có dạo nhậu nhưng mà cũng có tuổi rồi. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cũng có một món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Hồi nãy anh đoán cô này nè. Đó, rồi sau đó hỏi anh quyết định kỹ đi. Chọn ai là gả luôn, cái anh chọn qua cô này. Đúng chưa? Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai anh chị một xíu thời gian để mình có thể vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau ha. Tường thấy là hai anh chị có những cái tương đồng á, nhưng mà mình tâm sự thêm một chút xíu nữa để hiểu rõ với nhau nhiều hơn. Cô này cô đang lăn tăn về cái việc là anh hơi lớn tuổi quá. Đó, cổ muốn chừng chục tuổi thôi. Giờ anh phải chứng minh sao cho cổ thấy là anh tuy già nhưng khỏe. Còn làm ăn gì nữa không? Sao anh cười mỗi tiệc? Thì đến đây là phải có rồi. Đến đây là phải có. Chắc không? Chắc chứ sao chắc. Chắc không? Chắc. Thì em trông anh như thế này mà đâu anh có già đâu. Đâu có già. Nếu mà so tuổi ấy, thì phải là trẻ trước, coi như là 5 tuổi. Cố lên em nha. Bây giờ mời hai anh chị nha, hãy trò chuyện với nhau, hãy dùng chung với nhau một buổi trưa thật là ấm cúng nha. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại. Tranh thủ nha. Anh rút gọn nha, cứu anh được đâu đó, anh phải tự lực cánh sinh đi. Thôi. Thôi anh mời em. Dạ, em mời anh. Thế em quê ở Sóc Trăng. Dạ, em quê ở Sóc Trăng. Em lên đây đâu chưa? Dạ, từ nhỏ. Nhà trên này à? Dạ, em sinh ở Sóc Trăng thôi, ở quê thôi. Gia đình ở trên... Dạ, gia đình em ở trên đây, thành phố hết rồi. Dạ, em... Anh thì ở trên này bây giờ thì anh ở với một mình thôi. Anh thì có hai mẹ con, bà mẹ anh thì vẫn ở Hải Dương. Mẹ anh ở Hải Dương cũng sống con mình hả? Ừ, sống con mình. Hay vậy. Anh định sang năm anh đưa mẹ anh vào. Ủa giờ con của anh không có ở chung với anh? Tức là nó ở với mẹ nó từ thổ bé. Mời em. Dạ. Em thấy có, em ăn thử xem có thấy có ngon không? Dạ, em khoan ăn mì Ý mà. Thế thì em làm thì thứ bảy chủ nhật em nghỉ mà. Dạ, em có trực à. Mỗi tuần em trực một lần. Trực 24 tiếng. Em làm ở khoa... Em làm ở khoa xét nghiệm. Trước tập đoàn anh hay đến đấy khám bệnh. Khám ở bình dân. Tập đoàn nào? Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam. Bên em có làm khám bên dầu khí. Còn cao su... Không, cao su thì khám đâu rồi. Có khám ở đấy. Dạ, chắc lúc đó chắc em không biết, không để ý. Em thấy mì đây ta nấu được. Dạ, được, ngon. Trời ngon, hôm nào xong rồi anh mời em đến đây thưởng thức lần nữa. Và chị Cát Tường có mời em không? Có chứ, trời, chị Cát Tường là phải đầu tiên. Nhưng mà em thấy hai anh chị vẻ ngại ngùng, không có trò chuyện với nhau nhiều gì hết trơn. Em rừng nó ngoài em thấy vậy đó, giờ em vô để em gợi chuyện cho hai anh chị nè. Anh biết tại sao bạn gái người ta làm trong bệnh viện sức khỏe phải đảm bảo, đúng không? Hồi nãy cổ còn nói cổ muốn có con nữa, ý anh sao? Thì đúng rồi, lấy vợ lấy chồng ấy, thì người phụ nữ thì ai cũng muốn có con. Tại nhiều khi anh có con lớn 30 tuổi rồi, giờ anh thích già nghỉ hưu anh đi chơi, anh không có con, không muốn vướng bận, đúng không? Thế thứ hai á, một năm nữa anh nghỉ hưu, anh lập cho cái kế hoạch cái tuổi năm sau anh 60 nè, cổ 40 nè, hai chồng lấy nhau nè, ví dụ như giờ cổ có bầu nè, cổ đẻ nè, hoặc là giờ cái đó tùy ý trời, phải không? Còn không thì phải gọi là nghỉ dưỡng. Thì giờ anh có cái kế hoạch gì không? Anh nhắm anh đủ khả năng không? Không, thế này này, nói cho cổ biết. Bởi vì tôi thì kế hoạch của tôi cách đây coi như là tôi cũng đã suy nghĩ đấy. Rồi. Bởi vì làm cái gì là tôi suy nghĩ từ khi cách đây là 20 năm về trước. Quan điểm của tôi là cái đồng lương hưu là không đủ rồi. Dạ. Đây không phải là khoe khoang. Chị nói thì tôi phải nói thật. Dạ đúng không? Cái này là mình có sao nói vậy. Cái ý của tôi ấy, là cái nhà tôi đang ở là tôi sẽ có một cái chương trình đúc cái nhà lên, là sang năm tôi xin là đúc lên khoảng 5,5 tấn đó. Cái trời ơi, không tiền bạc thì không đáng ngại. Đó em muốn nghe cái câu đó cho rõ. Em cũng biết mà, giả tỷ giờ em có lấy chồng em cũng phải kiếm một người có kinh tế ổn định để lo cho em chứ. Thôi bây giờ nãy giờ là anh mới có nói cho Tường hiểu thôi đó, bây giờ anh phải thuyết phục cổ để làm sao mà cổ ưng để mà cổ chọn anh chứ. Em thấy là anh là em biết anh kết cổ rồi đó. Anh thì nói chung là đến đây thì anh nhìn em thì anh cũng muốn đây là tôi nói thẳng đó, là cũng muốn tiến xa hơn. Nói với cổ đi, nói với em hoài à. Thì đấy, nói với chị Cát Tường như thế, bởi chị là người làm mai mà. Dạ, nhưng mà phải nói với cổ cho cổ tự tin. Anh nghĩ anh là như thế. Thật sự khi mà mở cái cửa ra em nhìn thấy ảnh, ngoại hình của ảnh như vậy thì em cảm nhận như thế nào? Ngoại hình hay kia thì em không có ngại, thì không phải em ngại lớn tuổi hơn. Nhưng mà ví dụ như em làm, ví dụ ảnh có kinh tế, không biết đến lúc anh về hưu gì đó, kinh tế thì em không biết kinh doanh nó như thế nào. Nhưng mà em thích một người cùng đi làm với nhau á thì nó sẽ ổn định. Tiền bạc anh không lo rồi, ta đã làm cày mấy chục năm, ta đi nước ngoài cày, ta cống hiến cho đất nước, cho xã hội rồi. Bây giờ người ta có tiền rồi, người ta tới tôi nghỉ dưỡng. Nhưng mà anh có cho vợ anh tiếp tục đi làm không? Không thì cái chuyện phụ nữ thì phải đi làm rồi. Dạ, rồi lúc cổ đi làm anh ở nhà anh làm gì? Đàn ông thì phải mình cơm nước để phục vụ và xã đi làm. Trời ơi, vậy thôi đó hả? Rồi mình cũng phải, thì tôi nói với chị lúc ấy thì mình phải là xây cho thuê thì mình kinh doanh thêm ở nhà thì mình phải giám sát người ta. Cho nên em không cần lo cái chuyện kinh tế. Ảnh về hưu thì em đi làm, tức là ảnh ở nhà. Tức là em không có thích một người ở nhà mà nhàn á. Bây giờ ảnh đâu có để ảnh ở không đâu, ảnh ở nhà, ảnh cũng sẽ tìm việc này kinh doanh mua bán ở nhà, rồi anh cũng theo dõi người ta, đó cũng có công việc. Rồi nói gì chứ tuổi già chị thấy ba chị á, em biết không, ba chị năm nay 67 tuổi nhưng mà ổng nói với chị là ổng thiếu thời gian, ổng làm việc từ quần quật từ sáng đến tối, không biết làm gì, cứ vừa làm vườn có mấy cây kiển mà làm vườn mà rất là tâm huyết và nó ra được cái bông cây hoa, anh rất là vui, đó cũng là một cái công việc. Rồi ba chị còn có sửa chữa ba cái máy móc trong nhà, điện nước hư gì đó là ba chị sẽ lấy, là coi như là ba chị thấy không đủ thời gian mà ba chị dậy từ 5 giờ sáng tới tối mịt, nhiều khi ép đi ngủ mà chưa hết việc nữa. Cho nên em đừng có lo là người ta nhàn rỗi. Ảnh sợ sợ anh là ở không quá là sinh tật hư. Quan điểm của tôi mà không lấy vợ thì thôi. Đánh ấy thì mình phải có trách nhiệm với vợ con. Còn chưa kể nè, chị nói cho em một cái điểm lợi nữa nè. Nếu như vậy em sanh em bé đi đúng không? Rồi mai mốt em lớn em đi làm em gửi nhà trẻ em đâu có yên tâm. Ảnh ở nhà anh coi con. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy tùy theo hai người cảm nhận thôi. Bây giờ chị Tường sẽ chơi một cái trò chơi trắc nghiệm nữa nha. Bây giờ anh hãy bóc một lá bài và anh đọc lớn lên để yêu cầu cô ấy làm thực hiện điều trong này. Bạn có thích bạn gái nhậu được không? Vì sao? Thôi tôi trả lời. Anh trả lời đó. Nói chung là bạn gái thì mà nhậu nhiều thì cũng không tốt. Nói chung là trong cái cuộc tiệc thì nói chung là uống một chút đỉnh thì chẳng sao. 21 ơi, cứ chồng việc ở nhà đi, giữ con trồng cây đi, vợ ở ngoài đi nhậu chớ. Sướng lắm nó lấy chồng. Tao nói vào chồng già vợ trẻ là tiên đó cưng. Mời em. Hãy hát một đoạn tặng đối phương. Rồi hát đi em, cổ sẽ hát tặng anh nha. Biết đến bao giờ được trông thấy anh, cùng em sánh vai, dìu em bước trên đường nắng ban mai ngàn hoa. Dạ. Rồi hay quá. Mình đi nói thật sự không phải là chị làm mai mối mà chị nói vô. Tại nếu mà em theo dõi chương trình đó, có những cặp đôi mà nếu chị Tường thấy không hợp đó là chị Tường cũng nói ra không à. Nhưng mà thật sự cái cảm nhận trong sâu thẳm chị là chị thấy nếu chúng hãy thử cho cái thời gian tìm hiểu đi, chị nghĩ là được. Giống như chị bây giờ chị chỉ mong muốn một cái người nào đó yêu thương mình thật sự, hy sinh cho mình. Cái thời gian người ta quý lắm, mà cái thời gian người ta dành cho mình mới là quan trọng. Tiền bạc cũng quý, nhưng mà thời gian cũng quý. Và chúng ta không thể một lúc có được tất cả nhiều thứ đâu. Em hãy từ từ suy nghĩ lại ha, cứ bình tĩnh rồi suy nghĩ. Rồi bây giờ Tường cho mỗi người bóc thêm một lá bài nữa nha, cho nó vui vui lên chút xíu coi. Mời anh. Rồi. Giữa đẹp trai và nhỏ con, và xấu trai và cao to em chọn ai? Em chọn ai? Đó. Em chọn cao to. Thì cao to mà xấu trai. Dạ xấu không sao. Chọn cao to. Dạ. Sao vậy, lý do? Tại cao to thì em không, người lùn nhiều khi nó hơi ốm hay gì đó em không thích. Người cao to thì có thể là có da có thịt hơn, em thích. À rồi tôi hiểu gu rồi. Hiểu. Anh thấy sao? Anh có đúng gu của không? Thì có khi là cũng đúng. Rồi bây giờ mời bạn. Hãy yêu cầu bạn nam thể hiện một hành động lãng mạn mà bạn mong chờ. Đó, đi vào đây. Nói chung là nắm tay chứ đâu phải bắt tay đâu đồng chí. Nắm tay này. Dạ. Nói chung là anh thì là tỏ tình này, coi như là nhìn vô mắt cổ chứ. Anh gặp em như thế này thì coi như là cũng là một cái sự như là ấy, coi như là mình bấm nút thì coi như là anh em mình hẹn hò sẽ tiếp tục đi tới tương lai. Rồi bây giờ mời anh chị đặt tay vào nút bấm. 1 2 3. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi thót tim luôn á. Người ta có đôi có cặp mà tôi tưởng nó tôi chứ tôi thót tim luôn. Không biết sao Tường nói thiệt luôn, lâu lắm rồi á Tường mới được một cái may mắn là được làm mai mối cho một cặp đôi giống như là anh chị đây. Tại vì thường thường làm mai cho các bạn trẻ dễ lắm, Tường không có áp lực. Anh chị lớn tuổi nhưng mà mình tin tưởng vào chương trình thì mình mới đăng ký chương trình, cho nên cái áp lực của người làm mai mối như Tường nó rất là khó luôn. Tùy tưởng em không bấm á, em bấm chậm quá chị nổi ra gà hết trơn nè, em bấm chậm quá làm chị rất là lo. Mình cho một cái cơ hội đi em, cho người khác cơ hội cũng là cho chính bản thân mình. Thôi chúc mừng, mừng quá, vui quá. Dạ mời anh chị về một bên ạ. Hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Quý vị có đồng ý là hai anh chị này phải tặng nhau một nụ hôn như ngày đầu tiên gặp mặt không ạ? Mời anh ạ. Có hôn đồ nghe. Anh xin phép đây nha. Phải xin phép.